Hello, Hương xin trở lại với các bạn. Hương xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Nay là sáng bữa thứ hai, 24 tây tháng 4 rồi. Hôm nay Hương 9 giờ mấy rồi mà Hương ra sân, Hương ngắm vườn. Hương thấy bầu trời bữa nay nó hơi âm u, trời sáng mà nhưng không có nắng. Mình ra Hương thâu video gửi lên các bạn xem ngôi vườn của Hương hôm nay nha. Tại vì có nắng đó, mình thâu video nó hay bị cong sơ lây á, khó thấy lắm. Giống như bữa hôm Hương trồng cây, Hương thâu video á, thì nó Hương nhìn nó chó mắt, Hương không có thấy được nữa. Bây giờ Hương thâu video Hương gửi đến các anh chị và các bạn ngôi vườn của mình hôm nay. Đây là bộ collection sen đá của Hương mùa mùa này, mùa xuân. Thành ra Hương ở Nam Cali, sen đá nó màu sắc nó rất là đẹp, các anh chị, nhất là sen Hàn. Đây là bộ sưu tập của Hương. Hương sưu tập cũng được, cũng khá nhiều. Hương thích nhất là những loại sen thuần này, là Evia và Rajastic. Hương sưu tầm cái này rất là nhiều. Đây Hương có mấy em bé này, em bé mới nè, cái cây nó rất là đẹp. Hương quên hỏi tên của nhà vườn, qua bị họ bữa đó họ bán cũng đông khách đó, nên lu bu quá Hương không có hỏi được tên, nên Hương cũng chưa biết cái cây này tên gì, bữa nào Hương sẽ hỏi lại. Đây là ngôi vườn sen đá của Hương. Hương ở Mỹ các bạn chị. Hương ở Nam Cali, thuộc nha. Khí hậu mùa này là khí hậu ấm tốt lắm. Và đã sen Hàn lên màu rất là đẹp. Hôm nay Hương thâu tổng quát để các anh chị và các bạn nhìn cái bộ mặt mới của khu vườn của Hương nha. Hương cũng mới sắp xếp lại, tại vì mua vô mấy một mớ cây đó, thành ra chỗ để cũng không có chỗ, nên Hương phải thay đổi một số cây địa điểm khác. Đây là một nhóm này là Red Romeo. Các anh chị nhìn tổng quát ngôi vườn của mình nha. Đây khá khá đông rồi ha, khá đông em sen rồi. Một số cây mà Hương để trên vách này Hương dời qua bên kia bớt rồi, không có chỗ. Đây là cây mới. Nó ngã, nó chưa có bắt rễ.
cái Medusa. Cái này dầu sỏi nhà Hương à. Hương này hai cây Hương nhập lại. Hai cây Hương nhập lại dồn lại cho nó đỡ trống chỗ. Cây này nó đỏ lá, đỏ thân cây. Mà tại Hương cũng có chỗ, Hương để chỗ này nó bị khuất á. Chỗ này nó ít có nắng vô, nó cái cây nó bị xanh. Cái cây này hồi hôm mùa hè Hương mua bên Cụ Rê đó các anh chị là 15 đồng chưa shipping. Ở đây Hương thấy họ bán 45 đồng. Thành ra các bạn nào mà nghĩ có nên mua bên Cụ Rê hay mua bên địa phương thì tự mình tính. Đây là ngôi vườn của Hương, Hương mới sắp xếp lại cho các anh chị và các bạn. Phải có thêm một số thành viên nên sắp xếp lại đặng mới có chỗ để. Đây, cái cây này Hương cũng mới đổi chậu cho nó. Hương thực hiện video Hương gửi đến các anh chị và các bạn nào mà có sở thích sen đá. Vào xem ngôi vườn của mình nha. Hương sưu tầm cũng được khá nhiều. Đây là mình sưu tầm mình ngắm thôi. Chứ Hương rất là thích. Để mua rất là cái giường không có chỗ để đó các bạn. Hương cũng nói hơi dừng bớt mà nói khi mình đam mê rồi nói tiếng dừng hơi hơi bị khó. Thật ra không có gặp thì thôi chứ gặp những cây mà mình thích mình chưa có là cũng
cũng còn mua dài dài. Cây này Hương để chỗ này không được đẹp, nó bị màu xanh hơi nhiều. Chắc bữa nào phải đem xuống để chỗ nào cho nó ra màu một chút, nó bị màu xanh hơi nhiều rồi, để chờ nó tỉnh nè. Để ngoài Hương thấy bữa hôm nó hơi bị cháy lá khô, thì mấy cái lá héo mà để ngoài nóng quá nó sẽ bị cháy, nên đem vô cho nằm trên đó. Đây là cái anh Hương mới mua nè, ảnh cái màu ảnh nâu đen hả các anh chị, nâu đen, thân cây nó xanh. Phía sau của nó tại bữa hôm Hương trồng Hương nắng chó Hương không có thấy rõ để Hương xây cho các bạn xem á. Đây là cây sau lưng đó. Nó hơi ngó xuống nó cúp vậy đó, bởi Hương mua vậy Hương tính Hương trồng Hương để đây Hương xây cái lưng của nó ra, có thể hy vọng là nó theo cái ánh nắng nó hơi ngóc ngóc lên chút xíu thấy nó đẹp hơn là nó ngó xuống hoàn toàn, nó ngó cái nhánh nó cúp ngang vậy đó, là cái nhánh mới đó, đó là thành viên mới. Hương có nói chuyện với ở nursery đó các anh chị. Bây giờ cái mà cây sen nhập vô nước Mỹ á, thì bây giờ bên chính phủ mới này họ đổi cái luật rồi. Thỉnh thoảng họ lại bốc những cái lô đồ để họ chặt thêm cái tiền mà kiểm hàng, để họ thu ngân sách đó. Thành ra ở nursery họ nhập hàng vô họ vẫn có bị. Thành ra cái cô bán hàng cổ cũng nói với Hương là bây giờ thỉnh thoảng họ cũng bị chạc thêm, nên những cái lô hàng mà họ bị chạc vậy đó thì cái tiền cước phí họ cao thì họ phải bán cái giá khác hơn lúc trước. Thành ra mình mua mà mình bị chạc thêm thì mình tính mình bị vậy mình mua về nó cái tiền ship hơi nặng, mà nhưng nó cuộc ở nursery vẫn bị nó các anh chị, chứ không phải riêng gì mình mua lẻ mình bị đâu, ở nước Syria vẫn bị. Thành ra cái cô ở nước Syria cho biết là cứ như giờ cái tiền ship hàng vô nhập hàng vô họ bị thêm cái phần đó nên cái chi phí họ nâng lên, chứ không phải riêng gì mình. Thành ra mình có mua bên kia hay mua bên này, mua bên đây mà nhưng nhiều cây á mình thấy nó được, mà nhưng có nhiều cây ở bên đây họ bán đắt lắm. Giống như Hương thấy họ nhập về cái cây sỏi cầu vồng á, hôm bữa trước Hương mua
ở bên Cù Rìa có cái bụi nhỏ nhỏ vậy là 20 đồng một bụi, thì Hương cái lô đồ đó Hương bị sạc thêm 46 đô đó, thì nếu có vậy mình nâng lên thì chờ con cho một cây mình bị chi phí vô 10 đồng đi, thì 20 đồng cộng vô 10 đồng nó lại mất 30 đồng, trong khi đây Hương thấy họ nhập về họ bán một bụi giống vậy đó 60 đô, 60 với 70 luôn, có bụi 70 đó, thành ra mua bên kia. Tại vì người ta mua như vậy thì người ta bán ta còn phải có tiền lời nữa. Đây, bộ mặt mới cái khu vườn của Hương, Hương phải lấy một số chỗ ở bên này rồi nè các anh chị. Đó, bây giờ cái khu sen đá của Mỹ, giờ Hương sen vô. Sen vô thỉnh thoảng có những loại cây sen của Korea, chứ không có tách rời như lúc trước nữa, tại vì không có đủ chỗ. Mà mình xen vô vậy thì mình ngắm cũng đẹp hơn đó các anh chị. Đó, thành ra đây là quang cảnh mới cho ngôi vườn của Hương. Vườn sen đá của mình ngày hôm nay thay đổi cái bộ mặt mới một chút xíu. Thay đổi từ từ Hương sẽ để cái sen Cù Rìa qua bên này tương đối sẽ hơi nhiều lần lần. Tại Hương đang tính với ông xã chắc phải lợp cái mái tôn ở trên này, làm cái tôn trong ở trên, đặng cái mùa mưa năm sau rồi mình đỡ nhiều cây. Hương ngại sợ nó chết Hương phải bưng đi dời rồi đó. Thành ra giờ muốn làm cái tre bên này đặng mùa mưa nó đỡ bị nước mưa nhiều. Cây này cỡ này thấy nó đẹp lắm các anh chị, thấy đẹp á. Cái này cũng nó thuộc là Halloween đó các anh chị. Halloween mà nhưng cái thằng này cái lá cũng tương đối nhỏ một chút xíu, nhỏ hơn cây Halloween ở nhà Hương. Nó cái Halloween nó tới mấy loại luôn.
Đây là bộ mặt mới trong cái ngôi vườn của Hương. Hương mới mua mấy cái chậu để treo đây. Đó là một dàn chậu để treo, thành ra Hương treo lên đây, ông xã sẽ thấy nó nặng quằn nên ông làm cái cây chổi này. Đây ở giữa cái sân của Hương. Đó, giờ có mấy cái chậu treo lên đây các anh chị. Các bạn thấy cái ngôi vườn của Hương giờ rất là nhiều màu, đúng là sen đá của mùa xuân đó các anh chị. Ở có bạn nói Hương không cần đi đâu nổi cái sân của Hương không, ngắm rất là thoải mái. Mà đúng vậy, tại nhiều khi mình đi lại nursery đó các anh chị, những cây mình có ở đây nhiều khi ở nursery không có, tại vì người ta về người ta bán hết rồi, người ta đâu có giữ, còn mình cứ mua về mình cứ chất ở đây, mình cứ để chúng ở đây, thành ra nó nằm còn hoài. Còn người ta ở nursery á, thấy về có mặt hàng mới đó mà, nhưng người ta về rồi người ta bán, người ta không phải giống như mình chỉ giữ, mình collect, mình ngắm thôi. Thành ra đây là bộ mặt mới trong cái ngôi vườn của Hương nha. Đó. Tại Hương chật quá đó, Hương để mấy cái chậu tiểu cảnh dồn dồn đây nên mình nhìn nó mình khó thấy nó đẹp lắm. Tiểu cảnh thường thường mình phải để rời á, để rời một mình nó mình ngắm mới thấy nó đẹp, mà Hương thì không có chỗ, Hương chất nó vòng vòng ở đây. Đây ở hướng này nhìn vô cái vách nhà của mình đó, thì các bạn mới thấy Hương mới tậu mấy cái chậu mà treo. Đây, treo cái này Hương treo chậu rồi, cái hình ông xã không thấy nó nặng quá nên ông làm cái cây ống tuyết với ông chổi lại, tại nó nặng lắm đó. Các anh chị thấy cái chậu treo của Hương không? Hương muốn lâu rồi mà treo bằng nhựa, ông xã không thể chê nắng không bao lâu nó bị hư. Rồi thấy bằng sành nó thì nó không có đấy, bây giờ Hương đi Hương gặp. Đó, các anh chị thấy Hương mua cái chậu treo này nè là ở Rốt đó các anh chị. Hương đi ở Rốt, Rốt ở gần nhà Hương á, Hương thấy nó bán có bốn bốn cái, bốn chùm như vậy đó, mỗi một cái của nó là có 3 tầng, có 4 cái Hương mua hết. Thành ra các bạn mà muốn mua cái này đi kiếm ở Ross, nhất là ở Mỹ á.
Excuse sorry. Đây là bộ mặt mới trong cái ngôi vườn của Hương nha. Nó Hương làm thêm mấy cái chỗ trèo máng lên, bố trí thêm chút đỉnh, thay đổi thêm cho nó đẹp. Cái tánh Hương hay thích thay đổi lắm, đổi mới nhìn, thay đổi nhìn cái cặp mắt của mình, nhìn lâu quá nó cũng nhàm, thành ra thỉnh thoảng hay dời đổi chỗ này chỗ kia. Chỗ cây cột này Hương cũng có treo mà đây. Bên này là tiểu phẩm Salon với anh nhạc sĩ. Đây có hai ông lão ngồi đánh cờ. Đây có cô bé đang tập công phu. Cái cây mà vàng chanh này cho nó lên, bây giờ nó lớn nó mạnh nó tốt lên, nó phủ lên mấy cái cây sen đá kìa.
Nay Hương thực hiện cái video này để gửi đến các bạn chiêm ngưỡng tổng quát cái ngôi vườn của mình hôm nay nha. Đây là vườn sen đá của Hương. Hôm nay nó như vậy đấy. Vườn sen đá của Hương vào mùa xuân. Rất là nhiều màu sắc. Lên màu rất là đẹp. Cái này mấy bữa hôm nắng nóng à, cái chỗ này nó bị rọi nắng vô nó cháy lá. Có mấy cây bị cháy lá thì tuần rồi mấy bữa rồi nó hơi nóng, hơi nắng mà Hương quên không có che chỗ này nên nó bị cháy lá mấy cây. Chị Hương thực hiện cái video Hương gửi đến các anh chị xem tổng quát ngôi vườn của mình nha. Đây là sáng thứ hai, 24 tây tháng 4 rồi. Đây là cây cây phong lan của mình kết chúng lại một chùm, giờ nó đang ra bông. Rất là đẹp. Các anh chị mình nhìn ở ngoài thấy nó đẹp lắm. Tại Hương để chỗ này Hương thâu thành nó hơi bị chó. Video của Hương cũng khá dài á, Hương xin tạm dừng cái video đây với các anh chị nha. Hẹn các anh chị cái video kế. Bye bye.